Rồi, rồi sau đó chúng ta sẽ vào bài học. Thì các em thấy đó là ở thai nhi đó, thì khi các em theo theo dõi đó, thì một cái thai nhi đủ tháng, tại vì trước khi các em chăm sóc sơ sinh thì phải nắm phần này. Cái bài này các em đã học trước ngày hôm trước rồi, thì cô chỉ nhắc những điểm chính thôi. Thì các em thấy là sơ sinh mà đủ tháng đó thì nó sẽ có cái kích thước là trung bình là khoảng này nha, 3 kg và dài khoảng 50 cm. Và cái điều mà các em lưu ý là cái gì? Các em lưu ý là cái hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của thai nhi đó thì nó khác với trẻ sơ sinh. Như từ ban đầu cô đã nói, thì khi ra ngoài nó môi trường thì cái hệ này nó mới bắt đầu để nó bắt đầu nó hoàn thiện dần dần. Thì khi mà ở thai nhi á, vùng đầu mà khi đứa bé nó sinh ra đó, thì nó có một số cái đặc điểm. Thí dụ như là các em khi mà bé vừa sinh ra thì các em lưu ý là chỗ các cái đường khớp ha, giữa các cái đường khớp coi nó có một cái đường nối giữa các xương, hoặc là các em coi hay là nó có chồng xương hay không, thì cái chỗ này khi ra ngoài các em phải nhìn với nhau ha, nhìn coi sao đẻ nó có chồng lên nhau hay không, nó chồng ở mức độ nào thì phân loại sơ sinh ở cái mức độ khác. Khi các em vô cái bài chăm sóc sơ sinh á, thì các đường khớp đó, thì trong đó đó thì ở vùng đầu á, các em lưu ý nhìn cái thấp trước và thấp sau ha, thấp trước nó lớn hơn cái thấp sau. Thấp trước thì nó cái hình của nó là có hình tứ giác, trong khi thấp sau thì nó có cái hình tam giác ha, nó tạo bởi 3 cái đường khớp. Thì cái này hôm trước cô cũng nói rồi, nhưng mà cô nói cái mấy ý chính để khi mà thai nhi nó ra đó thì các em có thể tưởng tượng ra được để mà mình khám trẻ sơ sinh. Khi khám trẻ sơ sinh là phải khám toàn diện nha, phải khám toàn diện thì theo các em phải nhìn tổng thể hết để phát hiện cái dị tật đó, rồi sau đó mình coi. Thí dụ như cái đường đường mà liên khớp nè, phải không? Thí dụ mấy em coi cái đường khớp này á, nó có chồng lên nhau hay không, trong trường hợp nào mà nó chồng lên nhau, chuyển dạ lâu hay là như thế nào, cái đầu nó to nó chuyển dạ lâu, hoặc là có khi á, thì các em coi cái thớp nó coi nó có phồng hay không ha, cái thớp mà nó to là cái thớp lớn, thớp trước á, rồi thớp sau ở đây, thì các em cũng cũng nhận định ở vùng đầu như thế đó. Thì khi đó thì người ta sẽ đo, khi mà ra ngoài các em cũng phải tập đo, thí dụ như đo cái vòng đầu của trẻ sơ sinh như thế nào đó, thì các em thấy một số cái đường kính vùng đầu của thai nhi, thì cái này hôm trước các em đã học rồi, nhưng mà cô chỉ nói mấy điểm chính để cho các em coi khi mà khám một bé sơ sinh tìm những cái điểm bất thường. Thí dụ như ở vùng cổ và vùng thân thì các em thấy đó, vùng cổ này nó xoay rất là dễ, tuy nhiên nếu mà vì cái sanh khó thủ thuật thô bạo đó, mà thí dụ như ngôi mông mà mình kéo cái đầu thai nó khó khăn đó, thì khi đó nó có thể làm liệt cái đấm rối thần kinh cánh tay nghe, nó làm liệt đấm rối thần kinh cánh tay. Thì như thế các em biết để làm chi, mình sẽ làm một số cái phản xạ nguyên thủy của em bé để mình giúp mình đánh giá coi cái này có bị liệt cái đấm rối thần kinh cánh tay hay không. Một mặt nữa thì ở sơ sinh đó, thì các em lưu ý đó là cái hệ tuần hoàn của sơ sinh đó, của thai nhi trong buồng tử cung nó khác với cái tuần hoàn sơ sinh mà khi ra ngoài. Và cái điều quan trọng là cái gì, là khi mà đứa bé ra ngoài thì nó phải thích nghi ngay để mà nó trở thành một cái hệ tuần hoàn sống độc lập, không có lệ thuộc vào tuần hoàn của mẹ. Thì cái này hôm trước cô có nói rồi, đây là một cái hình mà các em phải coi để cho các em nhớ nha. Thí dụ như là ở đây các em thấy tim của thai nhi nè ha, thì nó cũng gần giống như tim người lớn, nhưng mà nó khác ở chỗ nào, phải không? Thí dụ như đứa bé ở đây nó sống nhờ tuần hoàn của mẹ, dựa vào cái gì? Thì các em thấy đó, đứa bé đó thì nó sẽ trao đổi với tuần hoàn qua cái bánh nhau ở đây, phải không? Thì các em thấy đó, ở thai nhi, cái này là tuần hoàn thai nhi nè, thì từ cái động mạch hạ vị ha, từ động mạch hạ vị đó thì nó sẽ có 2 cái động mạch rốn đây, nó sẽ có 2 cái động mạch rốn, và 2 cái động mạch rốn này sau khi nó trao đổi chất đó thì nó đưa trở về bánh nhau đây.
nha. Sau khi nó đưa trở về bánh nhau, nó trao đổi chất rồi đó, thì thai nhi nó sẽ sử dụng cái tuần hoàn từ bánh nhau ra đó. Bởi vậy cái liên quan mà khi bà mẹ dinh dưỡng như thế nào thì đứa bé nó hưởng thụ như thế ấy. Thành ra sau khi trao đổi chất rồi đó thì thai nhi nó sẽ lấy máu từ cái bánh nhau để nó theo cái tĩnh mạch chủ dưới ha, nó theo tĩnh mạch chủ dưới để làm chi, cái này là tĩnh mạch rốn nè, nó theo cái tĩnh mạch qua cái tĩnh mạch cửa vào cái tĩnh mạch chủ dưới để vào tim đó. Thì như thế đó, thì khi vào tim đó thì thí dụ như tuần hoàn á, nó vào tới tĩnh mạch chủ dưới rồi phải không, thì khi đó thì nó sẽ thông thương, nó có những cái đường thông thương đó, các em nhớ như thế. Thì như vậy thì làm sao, sau khi trao đổi chất vào đây đó đó thì làm sao, nó đến tĩnh mạch chủ dưới đó thì nó sẽ pha với máu ở phần dưới cơ thể ở đây ha, rồi sau đó nó đổ vào tĩnh mạch chủ. Thì khi đổ vào tĩnh mạch chủ đó thì máu nó sẽ đến cái tâm nhĩ phải. Các em thấy là khi đến đây nó lại chia thành hai nữa, một đó thì nó xuống thấp phải đây, nó xuống thất phải để làm chi, để nó vào động mạch phổi. Và một phần á, thì nó có một cái lỗ ở đây là lỗ bô tan hay là lỗ bầu dục, ở cái tuần hoàn của người lớn là nó đã bít rồi, nhưng mà ở thai nhi nó còn cái sự thông thương giữa cái hai cái tâm nhĩ ha. Như vậy thì ở đây á, thì khi đứa bé nó sinh ra thì nó phải nhờ vào cái gì để mà nó bít cái lỗ này lại? Như vậy thì khi mấy em thấy đó, máu thai nhi mà khi nó chia qua, nó đi qua mà nó trở về đó là một cái máu nó pha trộn. Thì như thế đó, thì khi mà có hiện tượng mà sau khi sinh thì các em thấy là tuần hoàn giữa mẹ và con bị cắt ngang, tức là mấy em kẹp cái chỗ dây rốn đó, thì các mạch máu rốn này nè nó sẽ co lại. Mà khi nó co lại thì đứa bé vừa ra thì nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng thở đó, cái này hôm trước cô đã nói rồi. Thì khi nó thở như thế thì trong lồng ngực nó có cái áp lực âm ha, rồi nó hút máu từ cái động mạch phổi để mà vào phổi. Như vậy thì làm sao, thì do đó đó thì nó sẽ làm giảm áp lực mạch ở phổi và máu sẽ ngừng đi qua cái ống động mạch. Các em biết cái ống động mạch nó có cái sự thông thương trong bào thai, thì nhờ cái hiện tượng này nè, nhờ hiện tượng nó đi qua nó làm giảm áp lực mạch ở phổi, do đó làm sao nó sẽ bít cái ống này, và cái ống động mạch này cuối cùng nó chỉ còn lại cái dây chằng thôi. Cái này các em phải nắm để làm chi, để mình biết là nếu mà đứa bé ra mà nó không thở nha, nó không thở thì làm sao, nếu nó không thở thì nó không có tạo được cái áp lực âm trong lồng ngực, thì nó không có hút máu từ động mạch phổi vào phổi nữa, và từ đó nó sẽ không bít được cái ống này và nó sẽ còn tồn tại cái ống động mạch. Do đó khi chăm sóc sơ sinh mà đứa bé vừa thoát âm, tức là vừa được sanh ra, thì cái hiện tượng thở rất là quan trọng, nó mới giúp để mà nó tạo qua bít cái ống động mạch. Do đó các em thấy cái ống động mạch này có thể nó còn tồn tại, người ta nói là khoảng 12 đến 24 giờ sau đó thì nó bít lại và nó chỉ trở thành dây chằng thôi. Những trường hợp mà nó không, đứa bé nó thở yếu nè, đứa bé đẻ non nè, thì cái ống này có thể tồn tại một thời gian. Và như thế các em thấy những cái đứa bé mà ra mà một là đẻ non, hai là nó bị ngạt, thì cái có thể nó còn tồn tại cái ống này và có thể nó không bít lại, thì nó tạo thành những cái bệnh lý về chuyên liên quan đến hệ tuần hoàn. Một cái vấn đề nữa thì các em thấy rõ ràng đó là bình thường ở người lớn đó, thì nó không có cái sự thông thương ha, từ tim phải sang tim trái ha. Nhưng mà ở cái sơ sinh đó thì khi mà lúc đó cái lỗ thông thương nó vẫn có, nó lưu thông máu từ cái tim phải sang tim trái đó, thì sau khi sinh nó nhờ cái hiện tượng thở đó thì cái tuần hoàn máu nó lưu thông trên phổi, do đó cái áp lực cái tâm nhĩ trái nó tăng lên. Nhờ cái áp lực này nè nó tăng lên, thành sao nó đẩy cái van, làm cho cái van mà của lỗ bầu dục nó bít lại. Và cái hiện tượng này á, thì người ta thấy làm sao,
Cái hiện tượng Big Bang này có thể xảy ra từ 1 tới 3 tháng. Do đó mà các em thấy những cái bé sơ sinh mà nó vừa mới ra đó, thỉnh thoảng nếu mà các em nghe cái tim của em bé đó, thì các em thấy thứ nhất là nhịp nhanh, thứ hai là cái gì? Cái có thể mình nghe cái âm thổi nhưng mà chưa có chẩn đoán là bệnh lý. Và cái âm thổi đó là âm thổi có thể là cái sự thông thường của cái lỗ bầu dục. Ha, cái màng này nè, nó chưa có bít van vĩnh viễn nhưng mà trong cái trạng thái cho phép, và nó sẽ bít lại tùy tùy theo cái tình trạng trưởng thành của đứa bé, tùy theo cái sức khỏe của bé ha, tùy theo cái lúc sanh như thế nào, và như thế á, thì nó sẽ bít từ 1 tới 3 tháng. Sau khi nó bít cái này rồi thì cái tuần hoàn nó giống hệt như người lớn, không có sự thông thương từ tới tim tim phải sang tim trái, cũng như cái ống động mạch ha, động mạch chủ, động mạch phổi, thì nó không có sự thông thương nữa. Và sau đó đứa bé nó trong vòng từ 1 tới 3 tháng, thường là 1 tháng, thì nó sẽ sống dưới một cái tuần hoàn giống như người lớn. Đây là cái điểm mấu chốt để khi các em chăm sóc sơ sinh, thì cái chăm sóc sơ sinh ban đầu rất là quan trọng. Thì cái vấn đề hô hấp đó, nó sẽ giúp cho cái tuần hoàn giữa tim phổi. Thì mà các em lưu ý trong cái hệ hô hấp, một cái vấn đề nữa mà các em lưu ý nữa là cái gì? Hiện tượng tuần hoàn hóa, tình trạng trung tâm hóa tuần hoàn. Cái này cũng là một hiện tượng để mà nó đánh dấu để các em biết khi theo dõi mà chuyển dạ sanh. Thì hiện tượng tuần hoàn trung tâm hóa tuần hoàn thai nhi có nghĩa là cô nói đi nói lại nhiều lần, tức là khi mà có tình trạng thiếu cái khí oxy trong quá trình chuyển dạ, thí dụ như cơn gò tử cung tăng rồi nó làm cho tuần hoàn bánh nhau bị ảnh hưởng, cái thiếu oxy của thai, thì như thế á, thì nó sẽ đưa đến tình trạng toan hô hấp, thấy không? Rồi nó đưa đến tình trạng toan chuyển hóa, thì cái oxy á, nó đến thai nó sẽ bị thiếu. Và như thế khi mà cái oxy mà nó đến thai bị thiếu đó, thì trong cái cơ thể thai nhi nó sẽ có một cái tình trạng người ta gọi là trung tâm hóa tuần hoàn thai nhi, để làm chi? Để nó quy động oxy đến những cơ quan quan trọng. Cơ quan quan trọng như là não, tim, thận, vân vân. Thì nó dồn máu, dồn oxy tới đó để mà nó cung cấp cho cái cơ quan này hoạt động. Còn những cơ quan mà ít quan trọng hơn thì nó tới ít hơn. Chính vì vậy, thí dụ mà nó biểu hiện đầu tiên đó là ở cơ quan tiêu hóa. Mà khi cơ quan tiêu hóa mà thiếu oxy thì làm sao? Cái nhu động ruột nó sẽ tăng. Nhu động ruột tăng thì làm sao? Làm cho cái cơ vòng hậu môn nó giãn ra và nó tống phân xu ra ngoài. Đây là một cái dấu hiệu chỉ điểm để khi mà các em theo dõi thai đó, thì mình thấy nếu có tình trạng thiếu oxy trong chuyển dạ, tình trạng thiếu oxy trong bào thai thì nó thể hiện trên lâm sàng bằng cái gì? Nước ối có phân xu. Nước ối có phân xu. Thành ra khi mà mấy em thấy nước ối nó đổi màu, bình thường nước ối nó trắng đục khi gần đủ tháng. Nếu nước ối nó đổi màu, thí dụ nó đổi thành màu vàng đi, màu vàng thì có thể là do cái nó trong một quá trình thai kỳ nó có thể có thiếu oxy tạm thời, rồi nó phục hồi được. Cái lúc chuyển dạ mấy em theo dõi nó tốt, phục hồi được. Tuy nhiên có những trường hợp á, mấy em khi mà nước ối nó vỡ mà có nước ối có màu xanh thì đó là màu xanh của phân xu, do cái nhu động ruột nó tăng, nó đẩy cái phân ra ngoài buồng ối. Và như thế đó mà trong phân xu nó có rất là nhiều chất cặn bã, thành ra đứa bé, các em biết tuần hoàn của đứa bé rồi, thành ra khi ở trong buồng tử cung lâu quá mà nếu nó tống phân xu á, thì đứa bé nó đã nuốt lại cái nước ối. Mà nó nuốt lại nước ối á, thì như vậy thì làm sao? Khi nó nuốt nước ối ra ngoài nó có thể bị ngạt, thành ra cái hồi sức của mình lại khác nữa. Có khi phải đặt nội khí quản để hút những cái chất dịch mà đọng ở trong cái đường khí quản. Do đó đây là một cái dấu hiệu lưu ý để khi mà mình theo dõi một cái thai đó, rồi mình chăm sóc sơ sinh thì mình là phải lưu ý. Đó, thì mấy em thấy hệ tiêu hóa ở trong buồng tử cung nó cũng bắt đầu hoạt động rồi, tuần thứ 8, tuần thứ 10 là nó hoạt động rồi. Phải không? Nó nuốt nước ối.
Ngoài ra đó thì khi mà đứa bé ra đó thì các em thấy đó là cái thận nó cũng hoạt động ở trong bào thai, phải không? Do đó khi đứa bé sanh ra, phải không, thì thường đó là khám bé sơ sinh mấy em phải để ý, thường đứa bé ra thận nó có hoạt động rồi, trong bàng quang nó có thể nó có ít nước tiểu, thành ra có một số trẻ trai vừa đỡ ra cái là nó đi tiểu ra liền, chứng tỏ là cái đường niệu của nó hoạt động tốt ha. Rồi vấn đề nội tiết của em bé nữa, ví dụ nội tiết mà cái biểu hiện đầu tiên đó là cái em thấy bé trai nó biểu hiện là cái tinh hoàn ha, cái tinh hoàn thì bây giờ cái tinh hoàn đó thì nó bắt đầu nó có cái đơn vị nội tiết nhau thai rồi, thành ra khi á, mà đứa bé sinh ra mà đối với bé trai á, thì mấy em phải nhìn coi là coi coi tinh hoàn ở trong bào thai gần tới ngày sanh thì cái tinh hoàn nó xuống bìu rồi, thành ra mình phải khám coi tinh hoàn xuống bìu chưa. Đó là cái cách, tại vì cái tinh hoàn mà nó còn ở trong ổ bụng đó thì làm sao nó ở trong ổ bụng nó ấm, tinh hoàn ra ngoài nó sống trong môi trường lạnh không, thành ra những trường hợp này phải phát hiện ngay, nếu chưa đó thì mình phải lưu ý để nhiều khi mình tìm coi nó nằm đâu, nếu không thì phải giải phóng đẩy cho nó xuống, tại vì có những bé trai mà không phát hiện ra đó tinh hoàn còn nằm trong ổ bụng thì làm sao, những bé này mà nếu mà phát hiện trễ thì có thể nó đưa đến cái hiếm muộn sau này, không có sản xuất ra được tinh trùng. Buồng trứng thì cái bé gái thì mấy em lưu ý cái gì, buồng trứng nó nằm trong cái hốc chậu, phải không? Do đó đó thì buồng trứng nó không hoạt động, chỉ hoạt động khi đến thời điểm dậy thì thôi. Nó khác hai chỗ ha, tinh hoàn thì nó bắt đầu có sản xuất testosterone, còn buồng trứng á, thì nó không tiết nội tiết tố. Như vậy á, thì các em thấy đó là ở bé nam đó thì cái đơn vị nội tiết thai nhi nó hoạt động sớm, và ở bé gái đó, ở bé gái đó thì mình phải lưu ý cái gì, một số bé gái sinh ra đó thì nó còn thừa hưởng cái nội tiết tố của mẹ, thành ra khi sinh ra đôi khi á, các em khám có thể thấy một ít dịch ở cái vùng âm hộ của em bé, hoặc thậm chí có thể nó có ra chút xíu máu giống như hành kinh vậy đó, thì cái đó không sao. Đối với bé gái đó là do ảnh hưởng nội tiết tố của người mẹ, rồi một ngày đầu tiên sau đó là nó tự hết thôi, tại ra ngoài thì nó chưa có hoạt động đâu, thành ra khi nội tiết nó cắt ngang ra thì từ từ nó sẽ hết, và nó chỉ hoạt động khi dậy thì thôi, thành ra một số bà mẹ lo âu, thấy có ra máu đó thì người ta lo âu, nhưng mà cái đó là do nội tiết tố của mẹ. Đó là những cái yếu tố chính mà cô nhắc lại ha, cô nhắc lại để khi mà các em theo dõi bà mẹ mà trong thời gian mà mang thai cũng như cho đến ngày sanh thì cô đã nói cái bài cô đã nói ngày hôm qua rồi. Rồi bây giờ đó sau khi mà sinh ra đó thì các em để ý cái gì nữa, các em để ý khi mà đứa bé nè nó sống nhờ cái tuần hoàn nhau thai thì khi ra các em cũng phải khám em bé, và mấy em khám coi cái dây rốn này nè nó có đủ cái mạch máu hay không ha. Bình thường làm sao nó có hai cái động mạch đây, hai động mạch nè và một tĩnh mạch, và nó sẽ xoắn, hai động mạch nó sẽ xoắn quanh cái tĩnh mạch rốn như thế này, thì lúc đó mình nhìn chỗ cái phần cắt của cái dây rốn giữa mẹ và con đó thì mình nhìn coi nó có đủ hay không. Rồi đó là phần cô nhắc lại trước khi các em vào bài chính. Rồi bây giờ chúng ta qua cái bài đó là chăm sóc trẻ sơ sinh sau khi sinh, thì cô nhắc lại khi ở trong bào thai và những cái liên quan như vậy, để khi mà các em có chế độ mà chăm sóc á, thì các em sẽ có cái cách để mà mình theo dõi. Trẻ bắt đầu nó tách rời mẹ và nó sống bằng tuần hoàn riêng của nó, và thời điểm như thế nào thì đã nhắc ngay từ nãy rồi. Như vậy thì trong cái phần hôm nay đó, khi mà chăm sóc trẻ sơ sinh đó thì các em phải đạt được các cái mục tiêu. Thứ nhất là phải phân loại được các loại á, trẻ sơ sinh, thí dụ trẻ ra thì mấy em coi cái trẻ này nó ở cái nhóm nào thì nó sẽ có cái chuẩn để mà mình phân loại.
Cái thứ hai nữa, các em đã biết những cái thay đổi ở trong cái bào thai như thế nào, rồi khi ra như thế nào, để bé thích nghi như thế nào, thì làm sao để chúng ta khám được một cái trẻ sơ sinh ngay sau sinh. Đó, nó sẽ có một số cái biện cái phương pháp để chúng ta khám. Và sau đó mình lập được cái kế hoạch để chăm sóc trẻ sơ sinh. Như vậy khi mà chăm sóc trẻ sơ sinh, chúng ta phải nắm được cái giai đoạn sơ sinh, thì người ta tính giai đoạn sơ sinh là từ 1 đến 28 ngày sau sinh. Thành ra các em thấy dựa vào cái giai đoạn này nè, thành ra ông bà ta cũng tính hay lắm. Tức là đầy tháng đó, là bắt đầu nó từ từ nó sống riêng cái tuần hoàn của nó. Thế là khi bắt đầu bé đầy tháng, người ta cũng tính là tức là đầy tháng, tức là qua cái giai đoạn sơ sinh. Thì giai đoạn sơ sinh người ta tính từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 28. Thấy không? Ngày ngày mới sinh ra là ngày thứ nhất, tức là 4 tuần. Như vậy thì người ta sẽ chia ra là giai đoạn sơ sinh sớm và giai đoạn sơ sinh muộn. Thì nó giai đoạn sơ sinh sớm đó, thì trong tuần lễ đầu ha, sơ sinh muộn thì các ngày còn lại cho đến ngày thứ 28. Phân loại vậy mình chi để mình có cái kế hoạch chăm sóc, tại vì bắt đầu đứa bé nó trong cái sơ sinh sớm nó mới bắt đầu thích nghi từ từ. Như vậy thì như hồi nãy cô có nhắc cho các em đó, thí dụ như sau khi sinh, phải không? Sau khi sinh đó, thì để cho đứa bé thích nghi với cuộc sống bên ngoài thì làm sao? Cái đầu tiên là hô hấp phải hiệu quả, phải không? Đó, khi hô hấp hiệu quả nó tạo cái áp lực âm, rồi nó tạo thành cái, nó sẽ bít cái ống động mạch đó, phải không? Nó bít cái ống động mạch, rồi khi áp lực âm như thế nó bít được cái ống động mạch đó, nó tạo thành một cái vết tích dây chằng thôi, và nhờ cái đó cái tuần hoàn nó chảy và nó sẽ bít lại cái lỗ van, lỗ botan, thì cái hệ tuần hoàn nó sẽ thích nghi từ từ. Cái thứ ba nữa là cái thận nữa, phải không? Thận nó từng các em thấy từ từ nè, thận nó thì nó sẽ điều hòa cái môi trường nội môi tốt trong cơ thể em bé. Rồi cái thứ kế nữa là cái gì? Tự điều hòa thân nhiệt. Các em biết tự điều hòa thân nhiệt đó là khi mà đứa bé sinh ra đó thì nó sống trong cái môi trường ấm, phải không? Nó sống trong cái buồng ối rất là ấm, nhưng mà khi ra ngoài đó thì cái môi trường ngoài đó, nó sẽ lạnh. Do đó thì đứa bé nó phải tự điều hòa thân nhiệt như thế nào, thì như thế đó, thì cơ thể nó chưa hoàn chỉnh, thành ra từ môi trường ấm em đem ra môi trường lạnh thì mình phải tạo điều kiện cho cái môi trường em bé đủ ấm ha. Cái nữa là gì? Cái mức đường máu nữa. Đứa bé trong cái bào thai thì nhờ được cái năng lượng, nhờ cái lượng đường của mẹ. Bây giờ ra ngoài thì sao? Ra ngoài thì nó phải đủ oxy để nó cung cấp oxy cho, đưa máu đến các cơ quan cung cấp đủ oxy. Trong trường hợp mà đứa bé ngạt á, thì nó sẽ điều hòa mức đường máu đó, nó rất là dễ bị cái hạ đường huyết. Lý do làm sao? Nó phải chuyển hóa theo đường yếm khí. Thành ra như thế thì nếu một cái ngạt nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và như thế đó, thì các em thấy là cái đứa bé mà từ từ trong môi trường tử cung ra ngoài, nếu chỉ cần một cái khâu mà không đúng, thí dụ như bị ngạt, thì nó sẽ ảnh hưởng hết toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Do đó người ta mới đặt cái vấn đề là chăm sóc trẻ sơ sinh từ lúc đứa bé trong buồng tử cung ra ngoài để nó thích nghi với cuộc sống bên ngoài là một cái vai trò rất quan trọng cho cái người hậu sinh. Bây giờ khi đứa bé mà vừa mới sinh ra đó thì cái người đỡ đẻ phải lưu ý cái gì? Nó trải qua một cuộc chuyển dạ, thì các em đã học bài sinh lý chuyển dạ rồi, phải không? Thì học rồi thì bây giờ các em đã biết cái vấn đề như thế rồi, thì đầu tiên đó thì nó tự điều nhiệt, do đó làm sao? Cái môi trường phải thích hợp với bé. Các em biết mà, nếu môi trường thích hợp làm sao? Các em thấy lúc nào cái bàn mà để rước em bé ra lúc nào cũng phải có cái đèn. Để làm chi? Để sưởi ấm cho em bé. Một số trường hợp đó nó ở những nơi có điều kiện đó thì người ta không cần, người ta có một cái máy, cái bàn mà bàn như là cái máy vậy đó. Người ta gọi là cái warmer là cái bàn mà để nó ủ ấm em bé đó. Nếu mà có cái đó thì rất là tuyệt vời, nó phù hợp với cái môi trường em bé sống ở trong buồng tử cung. Thì nếu có cái đèn đó thì được, nếu không thì mình có thể dùng cái đèn bình thường để sưởi ấm cũng được ha.
nhưng mà nó không bằng. Cái thứ hai nữa, em bé mà vừa mới ra khỏi môi trường nước ối thì làm sao nó ướt, mà mấy em thấy để ướt lâu á, thì nó sẽ nhiễm lạnh, phải không? Do đó cái quan trọng đầu tiên đó là sưởi ấm và lau khô trẻ. Thành ra lúc nào mà khi rước em bé ra, các em cũng thấy đó, một cái đèn, cái bàn để mà giữ ấm. Cái thứ hai là người người mà đỡ đẻ lúc nào cũng để sẵn một cái khăn, một cái khăn, nhất là cái khăn đó để mà trùm em bé lại và lau khô. Một số nơi mà nó đủ điều kiện đó là khăn nó cũng phải ủ ấm nữa, để ôm em bé vào lòng và lau khô cho nó sạch, để nó tránh nhiễm lạnh. Như vậy thì khi mà đón đứa trẻ đầu tiên là cái quan trọng đầu tiên là cái ủ ấm. Cái kế nữa là mấy em thấy là cái mà để mà nếu mà nó bị trục trặc ở chỗ này nè ha, thì đứa bé nó sẽ ảnh hưởng cái hô hấp của nó, nhất là đứa bé ngạt, thì nó sẽ đưa đến cái vấn đề ảnh hưởng toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Do đó mà này có hai quan niệm nha các em. Tức là hồi trước đó thì khi đứa bé ra là phải dùng cái hút nhớt, tức là vừa ra thì hút miệng trẻ nè, rồi hút sâu vô hầu họng và mũi đó, hút nhanh để lấy hết mấy cái dịch mà trong quá trình mà nó vượt qua cái tiểu khung. Nhưng mà sau này á, sau một quá trình người ta nghiên cứu á, người ta thấy là cái hút không hiệu quả, không có quan trọng, quan trọng là đứa bé ra nó khóc ha. Thành ra người ta thấy một số trường hợp các em biết đó, là những người mà đỡ đẻ mà người ta cho cái ống hút vô, người ta đưa sâu vô trong cái thanh quản đó, thì nếu mà đưa không đúng đó, nó gây co thắt thanh quản, đứa bé có thể bị ngừng thở, thậm chí làm chậm nhịp tim. Sau đó thì một thời gian người ta nghiên cứu là đứa bé ra không cần hút gì hết nha. Cái này cô nói thêm trong bài nè, ra là hút miệng hầu họng phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mấy em đi các cái phòng sanh theo cái quan niệm mới bây giờ thì người ta chỉ cần đỡ bé ra và kích thích để cho nó khóc, là động tác thở đầu tiên, thì dập và cho nó nằm úp xuống, thì nó tất cả những dịch hầu họng nó sẽ trào ra ngoài, và như vậy là hiệu quả, không cần phải hút, tại vì cái động tác hút không đúng nó sẽ đưa đến co thắt thanh quản. Thành ra mấy em thấy trong tài liệu cô ghi như thế nha, cái tài liệu cô ghi như thế, nhưng mà khi mà các em thực tế các em thấy không, tại sao không hút miệng hút hầu họng, thì các em cũng hiểu là sau một quá trình người ta nghiên cứu người ta thấy không cần. Thành ra trong y khoa nó phải có một cái nghiên cứu và cái sự tiến bộ như thế. Giống như các em biết đó, là hồi hồi xưa đó, hồi xưa lúc mà lâu lắm rồi, hồi thời mà cô là sinh viên như các em đó, thí dụ như băng rốn khi mà sanh ra đó là người ta kỹ lắm, người ta băng rốn kín mít à, băng cho đến khi nào nó rụng. Nhưng mà sau này đó là không có băng nữa, sau này không có băng rốn nữa, mấy em đi cái băng rốn để hở luôn, để hở nó nhanh rụng hơn đó. Nó có những cái mà người mà muốn làm vậy người ta phải nghiên cứu, người ta phải nghiên cứu là cái nào nó có lợi hơn, thì sau này người ta thấy không cần. Như vậy thì cái chuyện mà hút đó, khi nào mà bé có hít nước ối ha, thí dụ đứa ra nó ngạt quá nó hít nước ối, thì lúc đó phải có cái xông để mà hút hút những cái dịch mà nó hút ở trong buồng tử cung, thí dụ nó hít nước ối đó. Hoặc là có những lúc đó thì phải dùng cái đèn soi khí quản, bởi vì khi mà nó hút ở trong buồng tử cung thì có thể những cái cặn bã đó nó vào trong nó gây ngạt, thì người ta phải dùng cái dụng cụ, cái đèn soi để người ta soi thanh quản. Hoặc là có những trường hợp mà đứa bé ra mà nó không thở ha, thì người ta phải đặt nội khí quản để làm chi, giúp thở nha. Đặt nội khí quản xong rồi dùng cái bóng đó, bóp bóng để cho em bé, để cung cấp oxy cho em bé. Như vậy thì cái bước đầu tiên mà khi các em nhận em bé là đầu tiên là sưởi ấm, lau khô và cho em bé có cái dịch nó chảy ra ngoài ha. Hút miệng hầu họng cần thiết trong những trường hợp mà nghi ngờ em bé hít nước ối thì hút, còn nếu không để nó hút tự nhiên, để nó trào ra tự nhiên. Đó là cái cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Sau khi em bé ra rồi thì cái người đỡ đẻ phải phải lưu ý cái gì?
bắt đầu đếm nhịp thở nha. Có cái đồng hồ bấm, thường là chỗ mà em bé sao sanh người ta có cái đồng hồ, người ta bấm đồng hồ dành riêng cho cái chăm sóc sơ sinh đó, thì cái đồng hồ bấm đó người ta coi cái gì, nhịp thở trong 1 phút, đánh giá tần số tim trong 1 phút, đánh giá là tiếng khóc của trẻ đó. Thành ra các em biết em bé mà vượt ra khỏi âm mưu phải không, thì cái tiếng khóc của nó, đứa nào mà nó khóc càng lớn thì càng tốt, càng khóc càng lớn càng tốt đó. Ra đó thì nó khóc thì bác sĩ rất là mừng, cái người đỡ đẻ rất là mừng. Và đánh giá tính chất của tiếng khóc là sao, có nhiều đứa ra đó nó mệt do trong quá trình ở trong buồng tử cung đó, rồi nó thiếu oxy đó, thành ra khi ra nó chỉ rên thôi. Thành ra hai cái từ mà mấy em ghi là bé khóc to là cái điểm số thấp, mà để là bé rên tức là nó rên vậy đó, thành ra cái chỉ số của nó, cái điểm nó sẽ thấp. Rồi sau đó mình nhìn cái gì nữa, màu da của trẻ, màu da thì mình đánh giá cái màu da của trẻ, coi nó là không phải là da trắng hay da đen, nhưng mà coi nó có bị tái hay không. Tại cái em biết là cái vấn đề điều nhiệt da rồi của em bé đó, coi nó có bị tái hay không, tái là điểm số thấp, hồng hào là điểm số tốt. Rồi khả năng đáp ứng với kích thích của trẻ, các em biết hồi xưa có kích thích làm sao, đứa bé ra có thể mình cà gãi nhẹ vô cái lòng bàn chân thì nó phản xạ, hoặc là một số hồi xưa có một số cái nữ hộ sinh đó thì ra kích thích của nó nhiều khi vỗ vào mông em bé, vỗ một cái nó la lên nó khóc. Đó là cái đánh giá đứa bé ra ban sơ khởi ban đầu thôi. Hoặc là nhiều khi mình kích thích ngoài da xoa bóp đó thì nó sẽ bắt đầu nó khóc. Rồi sau đó đó thì người ta mới đánh giá cái chỉ số áp ga nha. Đánh giá chỉ số áp ga là viết tắt của những cái chữ này. Nha. Nhìn cái vẻ ngoài nè, coi mạch nè, cái độ nhăn da nè, cái độ mà là rên la khóc của nó đó, rồi cái hoạt động cử động phản xạ và hô hấp. Ha. Thì như vậy đó thì người ta sẽ đánh giá bé vừa sinh ra, đánh giá ở phút thứ nhất đáp ứng môi trường bên nhà ngoài, 5 phút sau cho điểm số lại lần nữa thì người ta mới cho ra, và 10 phút sau đánh giá một lần nữa. Thành ra hồi trước một số cái quan niệm người ta đánh giá 2 lần thôi, sau này người ta kỹ, người ta đánh giá 3 lần luôn. Ha, thường đó là bà nữ sinh đỡ đẻ người ta sẽ ghi là thí dụ như 1 phút bằng 1 phút bằng 7, 5 phút bằng 9, hoặc là bằng 10, 10 điểm là tốt. Ha, nó có cái điểm số dành riêng cho cái chỉ số áp ga. Đó. Còn nếu mới ra đó mà thí dụ nói là 1 phút bằng 7 nhưng mà 5 phút bằng 10 được, nhiều khi nó mới ra nó chưa thích nghi thì không sao, do đó nó có cái chuẩn. Thí dụ như thấy mà nó cứ 8 điểm ngay từ phút thứ nhất là coi như không cần làm gì hết, để em bé tự nhiên nó thích nghi ha. Thì thí dụ như từ 3 đến 7 điểm, 7 điểm thì cũng đảm được đi nha, nhưng mà dưới 7 ha, dưới 7 thì nó có suy thai rồi đó ha. Thì tùy theo mức độ có thể cho nó thở oxy, hoặc là mình cho nó ủ ấm vân vân. Còn nếu dưới 3 điểm là mấy em thấy là dưới 3 điểm nhiều khi nó không có thở ra là đứa bé nó ngạt rồi đó, là nó chỉ có điểm của màu da, hoặc là mấy em thấy nó hơi hồng hồng một chút, hoặc là nó có cử động phản xạ nhẹ đồ thôi, chứ tuần hoàn cũng tim nhiều khi nghe không được nữa, dưới 3 là giống như chết rồi, chết lâm sàng. Nhưng mà còn một số điểm thì cố gắng, thí dụ như lúc này là phải đặt nội khí quản rồi đó ha, đặt nội khí quản hút dịch rồi rồi bóp bóng bóp oxy vô để cho em bé nó thở. Thì sau khi mình đánh giá cái điểm số áp ga rồi với một cái bé bình thường thì bắt đầu làm sao, làm rốn. Thì bây giờ làm rốn á, thì hồi hồi trước á, khi mà người ta chưa có chế ra cái kẹp rốn á, thì lúc mà em bé vừa ra đó, thì các em đi lâm sàng các em phải học cái cách cột rốn nữa. Phải học cái cách cột rốn hình đuôi cá làm sao đó để mà cho nó đừng có bị tuột, tại vì cái gì rốn thì nó trơn, mà nếu nó tuột nó chảy máu rốn nó ảnh hưởng tới em bé. Thì khi mà mình làm rốn nó sẽ có một cái chế độ chăm sóc rốn riêng, tại các em biết đó là cái rốn là cái nguồn dẫn của vi khuẩn mà người ta sợ nhất là cái gì, uốn ván rốn. Uốn ván rốn nếu mà dùng hồi xưa cái em bé bị uốn ván rốn tử vong rất là cao,
do cái tập tục người ta chăm sóc rốn không có kỹ, khi mà cắt đó, có thể dùng cây kéo bẩn nè, hoặc là bị sét hay là như thế nào đó, thì bị uốn ván rốn là em bé mà bị cái này là hầu như là tử vong. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy nhiệt độ cơ thể của em bé để mình đánh giá. Như vậy thì khi ra ngoài cái ủ ấm, ngoài cái cho em bé nó, cái nhớt nó ra ngoài, thì chúng ta thấy tất cả phản xạ tốt, thì chúng ta đánh giá chỉ số áp ga và lấy nhiệt độ cơ thể cũng như là làm rốn. Rồi, sau khi những cái bước sơ khởi vừa đón em bé ra rồi, thì bây giờ cái người bác sĩ mà về sơ sinh hoặc là nữ bộ sinh có thể khám để đánh giá coi em bé này có bình thường hay không. Thì cái đầu tiên cô nói là khám sơ sinh là phải khám toàn diện, nhìn tổng thể. Thí dụ toàn diện các em biết một bé đó, như hồi nãy ngay từ cái bài cô ôn hồi nãy đó, đứa bé sinh ra bình thường phải là nặng cỡ 3.000 gram, chiều dài nó là 50 cm. Thì chúng ta sẽ nhìn, tức là mình nhìn toàn bộ, mình coi có cái dị tật bẩm sinh gì hay không, những cái dị tật bẩm sinh bên ngoài. Thí dụ bé vừa ra đó thì mấy em sau đó mình mới khám từng phần. Thí dụ vừa ra một số bé nó ra ha, là có thể là cái chân nó đi, mấy em nhìn tổng thể là sao cái chân nó bị khòeo, tức là nó không như một bé bình thường mà chân nó bị khòeo vô trong. Thì khòeo thì coi khòeo vô trong hay là khòeo ra ngoài, tại vì những cái phát hiện sớm như thế đó thì có thể điều trị được. Rồi nhìn toàn diện, có thể mình coi nó tay chân nó như thế nào, đầu nó có to to quá hay không, vậy đó mình nhìn tổng thể hết. Rồi quan sát đứa bé nó hồng hào phải không, thường là khi mà tới cái em khám là nó hồng hào, tay chân nó cứ co cựa quậy không. Thường mấy đứa ra cái em thấy những cái cử động của nó là không có ý thức, tay nó co lên, chân nó co lên ha. Mấy em thấy tay co chân co những đứa bé sinh ra, nhất là mấy đứa mà lúc đó nó quen với tư thế ở trong buồng tử cung cung rồi, thành ra nó không có nằm thẳng như người lớn mà nó co chân co tay. Nhất là mấy em thấy đó là những bé mà nó người mông á, mấy đứa bé mà nó nằm ngược á thì làm sao, là cái chân nó vắt ngược lên trên cái đầu luôn, y hệt cái tư thế ở trong buồng tử cung. Rồi coi mình coi cái phản xạ của nó có tốt hay không. Phản xạ gì thì nó sẽ có một số phản xạ nguyên thủy, và phản xạ này nó sẽ mất đi dần dần, nó sẽ mất đi dần dần. Và cái phản xạ này chút xíu nữa cô nói, từ đó rồi mình nhìn coi em bé nó thở, mà nó thở đều hay không ha. Thì mấy em thấy đó là một cái bé sơ sinh nhịp thở trung bình là khoảng 40 đến 60 lần một phút, nó thở nhanh ha. Rồi sau đó mình đánh giá cái nhịp tim, thì nó giống như nhịp tim mà lúc nó nằm ở trong buồng tử cung. Thì mấy em thấy trong buồng tử cung thì mình nhịp tim em bé nó từ mình dao động từ trên 120 đến dưới 160, thì trung bình là nhịp tim của em bé là khoảng 140. Nhịp tim mấy em đặt ống nghe giống em nghe, nhịp tim rất là nhanh. Người lớn mà nhịp tim này là nó suy tim cấp rồi nha. Rồi từ từ nó mới điều chỉnh. Và huyết áp nữa, huyết áp thì khoảng này. Và sơ sinh nó có cái huyết áp riêng chứ không phải cái huyết áp mà thứ của mình nha, không phải thứ huyết áp mà đo cho người lớn. Rồi sau khi chúng ta khám toàn diện rồi đó, thì chúng ta bắt đầu qua cái phần khám từng phần. Bây giờ đầu tiên mình khám cái vùng đầu nè. Sau khi các em khám tim, phổi, đầu các thứ là bình thường hết, thì bây giờ vùng đầu thì mình coi cái gì? Coi cái thốt trước và thốt sau nè. Thì giống như hồi nãy cô nói đó, coi nó có phồng hay không nè, thấp trước thấp sau coi nó có phồng hay không. Rồi thí dụ nó phồng thì mình coi các cái đường thớp đó, các cái đường khớp đó, nó có giãn ra hay không, phải không. Thí dụ như trong trường hợp đó, các em coi cái đường nối hai cái xương đỉnh phải không, thì nó có, mà bình thường nó có một cái lằn ở giữa mà cô nói đó, thì nó có hiện tượng chồng khớp ở trong trường hợp gì, mấy cái đứa bé mà suy dinh dưỡng ha, suy dinh dưỡng nặng đó, thì cái đầu nó nhỏ và cái khớp nó chồng lại. Hoặc là ở những bé mà già tháng ha, những bé già tháng thì cái đường khớp nó cũng chồng lại, thành ra khi người ta khám những bé già tháng người ta nói nó cứng, cái đầu nó cứng là vậy đó, chồng khớp xốp. Rồi mình khám ở vùng đầu mình coi cái gì nữa. Các em thấy đó là ở vùng đầu thì cô hay nhắc tới đó là cái bướu huyết thanh ha. Cái bướu huyết thanh thì các em biết đó,
là những cái đứa bé mà sau khi nó sinh ra đó, thì nếu mà trong trường hợp mà cái chuyển dạ kéo dài đó thì cái thanh dịch nó thoát ra ở phía phía chỗ cái màng xương đó, thành ra mấy em thấy là nó thanh dịch nó ra và nó sẽ phồng cái đầu lên, và khi nó phồng cái đầu lên như thế đó thì nó tạo thành cái bú, và cái đó người ta gọi là cái bú huyết thanh. Thành ra khi mà cô nói các em là định độ lọt đó thì phải nói là cái phần thấp của đầu thai tùy vào mặt phẳng liên gai hông, nhưng mà là phần xương. Chứ những trường hợp mà nó chuyển dạ lâu á, cái đầu á, giống như cái phần thấp da đầu nó tì ngay cái liên gai hông thì không phải là lọt, cái đó là lọt giả. Thì như thế đó, mình coi coi cái độ lớn của cái bú huyết thanh này nó như thế nào. Cái bú huyết thanh này đó thì một số bà mẹ lo âu thấy cái đầu nó, mấy đứa mà nó xanh mà nó rặn lên, sản phụ rặn lâu thì cái đầu nó dài thòn, đó là các em thấy đó là cái tình trạng của cái bú huyết thanh đó, do cái hiện tượng uốn khuôn ở trong lòng tử khung. Và cái này thì nó sẽ mất dần ha, nó mất dần trong vòng một tuần ha, trong vòng một tuần hoặc là 2 3 ngày tùy theo nó lớn hay nó nhỏ. Và khi đó thì mấy em coi cái tính chất để phân biệt làm sao cái bú huyết thanh với lại cái bú máu. Bú máu là có vấn đề tổn thương ở cái phần da đầu nha, rồi nó thoát máu ra, thì cái bú máu này đúng của nó thì nó thường đó là có khi đó, nó do nó sang chấn sản khoa hay là gì đó, nó chảy cái mạch máu thì nhiều khi nó có thể nó ngày hôm sau mấy em đo lại có thể nó to hơn. Thì khi mà mình khám lâm sàng mình phải phân biệt được hai cái này. Rồi mình coi cái gì nữa, ở vùng đầu thì phải để ý coi cái vòng đầu của nó có to quá hay không, nó to coi chừng não ung thủy thì phải phát hiện sớm. Có những trường hợp não ung thủy nó nhẹ thì người ta bên bên ngoại thần kinh đó, họ vẫn có cái cách để người ta dẫn lưu não thấp để cho cái não nó không có bị chèn ép. Hoặc là mình khám vùng đầu mình coi có vấn đề gì bệnh lý não hay không. Thực ra cái này mấy em khám đó gì theo kinh điển thôi, chứ thật ra những cái này mình có thể phát hiện được trong quá trình mà sản phụ mà mang thai trong buồng tử cung, và siêu âm có thể phát hiện được hết mấy cái này. Thành ra khi mà siêu âm tất cả bình thường ra thì những cái này đa số là bình thường. Rồi lần xuống dưới thì chúng ta kiểm tra coi cái gì ở vùng mặt ha. Ở vùng mặt thì mấy em để ý cái gì, coi cái vùng mắt của em bé nè. Nghe, phía dưới kết mạc đó thường những trường hợp mà đứa bé sanh ra mà chuyển dạ kéo dài hoặc là can thiệp thủ thuật sản khoa, nhiều khi va chạm ở cái phần mặt đó thì coi có xuất huyết ở dưới kết mạc hay không, hoặc là mình lật cái mắt nó ra mình coi nó có bị cường bẩm sinh hay không, để có thể là cái chuyên khoa người ta tư vấn. Một số bé ra thì nó có thể nó có cái dấu hiệu lác mắt, nhưng mà một số số đứa nó lác mắt sinh lý thôi, từ từ nó sẽ điều chỉnh và nó ổn. Thì cái này cũng phải coi coi có hay không. Rồi cái này nữa, sứt môi hở hàm ếch nè, thì cái này ra các em nhìn coi, cái này cũng có thể sứt môi hở hàm ếch đó, thì trong quá trình người ta khảo sát trên siêu âm đều phát hiện được hết, coi có vấn đề gì hay không. Rồi nhìn cái xuống nữa qua bên hông á, qua kế bên thì mình coi coi cái lỗ tai nó có vấn đề gì hay không. Các em biết là ở những đứa nó thì cái lỗ tai nó đóng thấp, nhất là mấy đứa mà nó bị đau đó, bị bệnh bệnh bất thường tam bội nhiễm sắc thể đó, 21 thì nhiều khi cái lỗ tai nó đóng thấp. Hoặc là mình coi trong miệng đó, một số trường hợp đó trong quá trình phát triển bào thai đó nó có cái mầm răng hay là cái lưỡi nó tụt, lưỡi nó ngắn, thì những cái này phải lưu ý để coi nó có bất thường gì ở cái vùng vùng trong xoang họng hay không. Một cái vấn đề nữa thì hồi nãy cô nói đó, thì mấy em thấy đó, cái cổ em bé nó có thể xoay xoay 180 độ. Thì lợi dụng cái tính chất đó đó thì người ta trong lúc mà người ta sanh có thể người ta kéo, nhưng mà nếu mà kéo mà mạnh tay quá, nhất là ở những trường hợp đứa bé nó bị kẹt đầu hậu đó. Nó bị kẹt đầu hậu đó thì nếu mà không kéo nhanh ra thì làm sao? Đứa bé nó ngạt, tại lúc đó cái đầu nó còn ở trong cái lòng tiểu khung. Thành ra do cái người làm thủ thuật người ta kéo mạnh quá ha, sổ cái đầu khó, mà khi kéo căng cái cổ như vậy thì làm sao, đôi khi á, đứa bé nó sẽ bị máu tụ ở cái vùng xương đồng chẩm, cho cái cơ cơ ức đồng chẩm ha, thì đứa bé khi ra nó sẽ bị ngoẹo đầu sang bên, hoặc là có thể là nó liệt đánh rối thần kinh cánh tay,
mà liệt đám rối thần kinh cánh tay, thì khi mấy em làm phản xạ nguyên thủy thì nó không có cái phản ứng mà giống như mà cái quy ước mà mình đã khám. Cái này một chút phản xạ nguyên thủy cô nói sao. Rồi đi lần xuống dưới nữa, chúng ta coi cái gì? Ngực ha. Thì ngực thì mình coi coi cái lồng ngực nó có cân đối hay không nè. Rồi mình nghe phổi nữa, nghe phổi, nghe tim để coi có vấn đề gì hay không. Thì như hồi nãy cô nói đó, thì ở tim nó có phải là nó nằm đúng ở vị trí ở bên trái hay không? Nhiều đứa nó bất thường trong quá trình nó hình thành sắp xếp tổ chức, cái tim nằm bên phải ha, coi cái vị trí tim có đúng hay không, hoặc là có cái âm bệnh lý gì hay không. Thì cái này thì cái bác sĩ chuyên về sơ sinh người ta nghe, người ta có kinh nghiệm, chứ mấy em nghe nhiều khi mấy em nghe âm thổi mấy em nói là thông liên nhĩ, thông liên nhĩ, thông liên thất. Tại vì thường là một mới sinh ra có thể nghe một số âm thổi, nhưng mà cái đó nó sẽ từ 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 nó sẽ hoàn thiện. Đi lần xuống dưới nữa thì chúng ta coi tình trạng bụng và tứ chi. Bây giờ bụng nó thì mấy em để ý là cái gì? Thứ nhất là coi có cái tình trạng bụng cóc hay không, phình chỗ vùng bụng nó ra. Cái thứ hai nữa là mình coi coi cái vùng rốn em bé, một số bé đó thành bụng nó yếu đó, thì nó đưa đến cái thoát vị rốn. Thoát vị rốn làm sao chỗ cái rốn đó nó phình, nhiều khi mấy em nhìn thấy ruột nữa. Thì cái này người ta có cách xử lý, cái này thì nhẹ thôi ha. Đó, thì thấy nó thoát vị rốn, hoặc là có những trường hợp nó thoát vị thành bụng nữa. Có những trường hợp đó là người ta nhìn thấy cái thoát vị thành bụng, có thể thấy ruột nó nằm ở trên cái thành bụng em bé nữa. Những cái này siêu âm vẫn có thể phát hiện được nha các em ha. Những cái này siêu âm là trong lúc mà theo dõi mà hình thái thai là đều có thể phát hiện được hết. Rồi mình đánh giá cái gì? Cái dây rốn coi chiều dài nó như thế nào, mạch máu nó như thế nào. Khi sau đó đó thì tới cái tứ chi của em, của em bé, thì chúng ta tứ chi thì mình coi chi trên chi dưới phải không đó. Chi trên thì đánh giá coi nó có cử động hay không, đứa bé ra là tay chân nó cử động liên hồi à, thành ra các em nhìn rồi coi ngón tay nó có bị thừa hay không để mình ghi vô hồ sơ ha. Có đứa đó thì bàn tay nó có một số dị tật, có thể nó thừa 6 ngón ha, hoặc là có đứa nó thiếu ngón, hoặc có những đứa cái bàn tay nó dính cái ngón nó dính lại nữa, một số cái bất thường. Rồi kia chi dưới các em cũng coi có vận động hay không, nhiều khi ra nó không vận động gì hết, coi chừng nó có vấn đề. Còn coi bàn chân nữa, bàn chân đó thì thường đó thì nó thẳng, nhưng mà thí dụ mấy em coi thì coi bàn chân nó có bị quẹo qua bên hay không. Thì khi nó vẹo thì mình thấy nó vẹo vô trong hay vẹo ra ngoài. Thì tùy theo cái tư thế thì cái bên chỉnh hình đó, họ sẽ coi để họ chỉnh ngay từ lúc sơ sinh. Một vấn đề nữa là cái gì? Coi cái khớp háng. Khớp háng trật là do cái người làm thủ thuật thôi. Mấy em biết đó là một số trường hợp đó là đứa bé nó nằm ở trong buồng tử cung á, nó nằm trong buồng tử cung mà cái tư thế của nó cuộn tròn ở trong buồng tử cung á. Nó ra thì khi ra từ phần mà nếu mà cái người thủ thuật đỡ không đúng thì nó có thể gãy xương bé. Rồi mình kéo mạnh cái khớp háng có thể bị trật khớp háng, hoặc là trong những trường hợp mổ cũng vậy nữa. Mổ nhiều khi trong cái mổ mà để rạch cái cơ tử cung ra, trong trường hợp bé nằm ngang đó thì tư thế nó không có bình thường như cái ngôi đầu, thành ra nhất là cái ngôi ngang và ngôi mông mà mình kéo chỗ cái khớp háng nó lên mà mình kéo không đúng đó, có thể nó gãy xương, có thể nó trật khớp háng. Thành ra khi mà bắt ra cái người mà chăm sóc sơ sinh, người ta phải coi kỹ cái chỗ này. Sau đó đó thì các em tìm xem thôi, thí dụ mình đánh giá ngoài da nè, màu sắc có hồng hào hay là nó tái ha. Đôi khi một số bé ra thì thường cái mí mắt nó hơi phù nhẹ, cái đó là bình thường nha. Tại sao? Tại vì nó nằm ở trong buồng tử cung nó vậy đó, cái mặt nó nề ra vậy đó, nó nằm trong cái buồng ối. Rồi các em nhìn bàn tay bàn chân coi lơ coi nhớ có bị tím hay không, nhất là cái ngôi mông đó, nó đưa cái chân nó ra, hoặc là khi mình kéo nó bị vướng nhiều đó, thì nhiều khi nó có thể bị bầm nguyên cả cái bàn tay hoặc bàn chân, đôi khi có là do nó chèn ép rồi lúc mình kéo nó gãy xương hay là gì đó. Rồi tìm mấy vết trầy ở mặt, cái này cũng quan trọng lắm các em, tại vì cái vết trầy ở mặt nhiều khi do cái người làm thủ thuật. Thí dụ như có những trường hợp là kéo em bé ra
tư thế đỡ đẻ thì đã hướng dẫn, nhưng mà lúc mình kéo cái đầu em bé ra đó thì tay mình phải giữ ở chỗ có phần xương. Còn nhiều người đó làm người lấn quấn như thế nào rồi kèm kẹp nữa, nhiều khi nó làm trầy ở mặt thì mình biết để mình chăm sóc cho em bé. Hoặc là mình coi ở ngoài da có những cái mảng bú bám nào hay không, một số cái bệnh lý về máu hay là cái gì đó nó có thể thể hiện ở bên ngoài thì mình khám để phát hiện và lưu ý. Có những cái bú bám ngoài da nó có sẵn rồi từ từ nó nhỏ, nhưng mà có những trường hợp khi nó phát triển nó ngày càng lớn thì phải biết để có cái chế độ điều trị cho bé. Cái khám bộ phận sinh dục thì ra cái đầu tiên đó, khi mà bắt em bé ra cái đầu tiên, cái người đỡ đẻ này thường người ta nhìn cái bộ phận sinh dục trước. À, để làm chi? Để báo cho người mẹ biết à là bé trai hay bé gái. Thì khi nó là trẻ trai á, thì sao, như hồi nãy cô nói đó, thì mình nhìn cái tinh hoàn đó, mình nhìn coi tinh hoàn nó xuống bìu chưa, phải không? Một số bé trai đó thì khi ra đó là nó có cái hiện tượng là cái tinh hoàn nó bị ứ nước, nó rất là to. Thì cái hiện tượng này đó thì nó bình thường thôi, một số đứa có đứa nó không, nhưng mà cái ứ nước màng tinh hoàn này đó thì nó sẽ nhỏ dần, không cần điều trị. Thành ra người nhiều người mẹ lo thấy nó ứ nước, nó phập phều nhiều quá đó, tự nó sẽ hấp thu thôi, trong vòng 6 tháng là nó hấp thu hết, nó trở về bình thường. Vấn đề khi khám trẻ trai là phải coi coi tinh hoàn nó có xuống bìu chưa. Một số trường hợp nữa, phải không, là có cái vấn đề hẹp bao quy đầu. Nhiều khi đứa bé nó hẹp nhẹ thôi thì nó ra nó vẫn đi tiểu được. Có những trường hợp mà đứa bé nó hẹp nặng quá, nhiều khi nó không đi tiểu được nữa. Thì tùy trường hợp mà người ta có thể là cắt bao quy đầu, nhưng mà thường đó cái thủ thuật này người ta từ từ đó, lúc mà sau này có khám trẻ trai đó thì người ta can thiệp để hạn chế cái cắt bao quy đầu á, thì bây giờ người ta tập đi khám trẻ sơ sinh đó là cứ nông nông bao quy đầu bằng cái dụng cụ mà chuyên dụng của cái bên niệu khoa, thì người ta thấy hẹp thì nó còn nhỏ đó, thì mình có thể mình nông. Thậm chí mấy đứa lớn cũng vậy nữa, 5 6 tuổi nhiều khi bà mẹ mà có trẻ bé trai đó cũng phải lưu ý, nhiều khi nó hẹp nhưng mà nó vẫn đi tiểu được, nhưng mà để lâu á, thì nó có thể nó động mấy cái chất magma ở trong cái quy đầu đó, thì sau này nó sinh ra những cái vấn đề khác nữa. Hoặc là sau này nhiều khi nó hẹp quá, nhiều khi khi mà nó lớn lên nó có vấn đề quan hệ tình dục khó khăn, thì cái này cũng cũng phải lưu ý, cái quy đầu nó không có tuột lên được. Ở trẻ gái thì như hồi nãy cô nói, do ảnh hưởng nội tiết tố của người mẹ, phải không? Thành ra khi mà bé ra đó thì mình thấy ở phía ngoài âm hộ em bé đó thì nó sẽ chảy từ âm đạo ra một cái dịch nhầy trắng. Cái đó là bình thường. Hoặc là có thể đó nó có hiện tượng là ra nhầy trắng này có lẫn vô chút máu. Ha, thì người ta gọi là sinh lý thôi. Sinh lý thôi. Cái này là do ảnh hưởng nội tiết của mẹ, mà một số ông bố bà mẹ rất là lo, thấy nó có chảy máu ở chỗ cái vùng kính nè, người ta lo, người ta sợ, không biết có vấn đề gì hay không. Đây là hiện tượng sinh lý, nó chảy như thế là nó còn sót cái nội tiết tố của người mẹ và nó sẽ mất thôi. Cũng như vậy, do ảnh hưởng cái nội tiết tố mà của người mẹ tiết ra đó ha, thành ra khi đó đó thì đứa bé sinh ra, mấy em khám cái ngực của cái bé gái đó, thì cái vú nó sẽ cương, nó hơi cương. Bé trai không có nhưng mà bé gái đó, cái vú nó hơi cương nhẹ. Bây giờ khám cái phản xạ nguyên thủy nha, khám phản xạ nguyên thủy thì 1 tiếng rồi, các em nghỉ giải lao 5 phút thì chúng ta sẽ vào tiếp để mà tiếp cái phần này ha. Bây giờ sau khi chúng ta qua cái khám trẻ sơ sinh đó, thì khi mà chúng ta khám các phần rồi, bây giờ tới cái phần khám phản xạ của các bé ha. Tại sao người ta gọi là phản xạ nguyên thủy, các em có nghe cô nói không ạ? À? Bác trưởng đâu? Dạ nghe cô ơi. Rồi, vậy tiếp tục ha. Cô phải hay có thói quen, cô sợ cô nói chuyện mình. Rồi, thì như thế đó, thì chúng ta sẽ vô cái khám các phản xạ nguyên thủy ha. Thì phản xạ nguyên thủy này đó, về nguyên tắc là nó sẽ mất đi sau 4 5 tháng.
Và cái cách làm như thế nào khi mấy em tiếp cận một cái bé mà sơ sinh đó, thì các em sẽ làm các cái phản xạ. Thì đầu tiên đó là cái phản xạ 4 điểm. Ha, làm cái gì? Thì đứa bé đặt đứa bé nằm. Rồi chúng ta dùng ngón tay trỏ đó kích thích vào phía trên, phía dưới và hai bên mép trẻ. Đó, thì thí dụ như mấy em kích thích thì tùy theo cái bên mà mấy em kích thích. Đó, thì cái lưỡi của đứa bé nó sẽ hướng về cái phía bị kích thích. Thí dụ như các em kích thích cái ngón tay trỏ bên trái thì cái lưỡi nó đi theo hướng bên trái. Các em kích thích phía bên phải thì theo bên phải. Các em kích thích phía trên thì cái lưỡi nó đưa lên trên. Thì lúc đó người ta gọi là phản xạ 4 điểm. Hoặc là cái phản xạ đó là khi mà mấy em đưa cái chỗ miệng em bé đó mà đụng vú đó, đụng vú mẹ thì nó sẽ tự nó có phản xạ mút thì nó mút luôn. Thì đây là cái phản xạ nguyên thủy. Nhưng mà cái phản xạ mút này đó, nó chưa có hoàn chỉnh, nhưng mà từ từ đó thì cái phản xạ này nó vẫn còn để em bé thực hiện cái nhiệm vụ mà nó bú mẹ. Nó quen rồi, nó thành thói quen rồi. Nhưng mà những cái phản xạ 4 điểm này khi nó lớn 4 5 tháng em đưa lên nó không có đưa cái lưỡi theo. Đó là phản xạ 4 điểm. Một cái phản xạ thứ hai đó là phản xạ nắm. Các em biết đó, còn nít đó, mấy người lớn người ta còn nói nữa, thí dụ như nít đó, cái bàn tay nó nắm rất là chặt. Một số người xưa đó nói là nó nắm chặt đến nỗi mà thí dụ mình để cái con lươn đó, mấy em biết con lươn mà nó trơn như thế nào mà khi mà mấy em đưa vào cho nó đó, nó nắm một cái đó là con lươn không có chạy được. Đó là mấy ông bà hay nói vậy đó. Nhưng mà thật ra cũng không có thử, tại vì nó dơ, nó bẩn, mà đứa bé là cái da nó rất nhạy cảm. Thì người ta sẽ làm cái gì? Đó, phản xạ nắm là kích thích cái gan bàn tay của trẻ ha. Kích thích cái gan bàn tay của trẻ. Các em biết cái bàn tay thì phía trên nó là gan, ở phía trong nó là lòng bàn tay. Rồi sau đó đó mình đưa ngón tay út của mình nè cho trẻ nắm ha. Thì khi mình đưa vào đó thì trẻ nó nắm rất là chặt như cô nói hồi nãy đó. Thì khi mà nó nắm chặt như thế đó thì mấy em mới nâng lên đó, nâng nâng từ cái bàn tay nắm của nó, mấy em nâng lên thử thì cái đầu em bé đó đó nó nâng lên. Đó là phản xạ nắm. Hoặc là trong cái phản xạ nắm này người ta có thể làm thêm một cái kích thích nữa là gì, thì cái gan bàn chân của em bé đó ha, cái gan bàn chân của em bé đó thì mình dùng ngón tay mình búng vô cái gan bàn chân em bé thì các ngón chân này á nó sẽ co quắp lại. Đó là phản xạ nắm. Đó, một cái phản xạ kế nữa là cái phản xạ Muro. Phản xạ Muro thì cái phản xạ này đó người ta bắt đầu người ta cầm hai cái bàn tay của trẻ đó, người 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 bác sĩ người ta cầm hai, khi mà mấy em thực hành mấy em vẫn có thể làm được, cầm hai bàn tay của trẻ nâng ra khỏi bàn khám ha, nâng nhẹ nhàng lên, nâng nhẹ nhàng thôi nha. Rồi sau đó đó thì các em từ từ bỏ cái tay ra đó, thì lúc mà các em thấy mà đứa bé nắm tay mà thì mình đưa cho cầm hai bàn tay đứa bé lên như thế này, rồi sau đó mình nâng nhẹ ra khỏi bàn khám, rồi sau đó mấy em từ từ bỏ cái tay ra. Thì khi bỏ cái tay ra thì đứa bé nó sẽ phản ứng cái phản xạ Moro 3 giai đoạn. Thì giai đoạn đầu tiên á nó sẽ giang cánh tay, nó giang cánh tay ra và nó duỗi cẳng tay xuống. Rồi sau khi nó duỗi cẳng tay đó thì nó xòe bàn tay, nó mở rộng ra, và khi nó như vậy giống như nó giật mình á thì sau đó nó òa khóc và gặp co cẳng tay lại. Co cẳng tay lại thì nó co cái cẳng tay lại giống như nó đang ôm một cái gì đó, mấy em biết, giống như nó giật mình á. Thành ra khi mà mấy em thả em bé phải thả nhẹ nhàng, chứ nhiều khi mình vừa nâng lên mình bỏ, từ từ bỏ ra như thế thì nó sẽ cái phản xạ tự nhiên nó sẽ giang cánh tay duỗi thẳng rồi xòe bàn tay ra, rồi sau đó bé nó sẽ òa khóc. Mà những người lớn người ta nhìn cái người ta thấy nó tại bỏ mạnh quá, nhiều khi nó giật mình nó khóc. Cái đó là phản xạ Moro. Thì người ta thử cái phản xạ này để làm chi? Để mà đánh giá tình trạng liệt đánh rối thần kinh cánh tay. Thí dụ một cái bé bình thường, cái đám rối thần kinh cánh tay không bị ảnh hưởng,
Thì như thế đó, thì khi mà mình làm cái phản xạ này đó thì em bé nó sẽ có cái phản xạ ba giai đoạn như thế. Còn nếu mà mấy em nâng lên rồi các em thả xuống mà đứa bé hai cái tay nó xuôi bình thường, nó không có mở rộng, nó cũng không có duỗi cẳng tay ra nữa, là coi chừng cái đám rối thần kinh cánh tay nó có vấn đề, là do đẻ khó hay là cái gì đó. Thành ra cái này đó là để mình đánh giá em bé sao sanh, những trường hợp sanh khó. Một cái phản xạ duỗi chéo nữa. Một phản xạ duỗi chéo làm sao? Thì các em sẽ để cho đứa bé nằm ngửa thoải mái, ha. Rồi sau đó đó mình nắm một bên chân của đứa bé, nắm một bên thôi nha. Rồi cái mình dùng cái lực bằng tay để mà mình duỗi thẳng cái bàn chân đó. Sau đó mình giữ đầu gối, mình giữ cái đầu gối nó hơi chùng lại, rồi mình kích thích ở cái gang bàn chân chỗ đó. Thì khi mấy em làm cái chân bên đây đó thì mình quan sát cái chân bên kia, nhớ nha. Tức là mình dùng lực duỗi thẳng ra nè, rồi sau đó mình giữ cái đầu gối chùng lại, kích thích gang bàn chân của cái chân bên đó. Sau đó mấy em làm chân này nhưng mà mình nhìn cái chân bên kia, thì chân bên kia nó sẽ biểu hiện bằng ba thì. Thứ nhất là nó co chân lại, sau đó nó duỗi chân ra, rồi sau đó làm sao nữa, cái thứ ba là gì, nó dạng cái chân mà mấy em không có nắm đó, rồi nó đưa sát tới gần cái chân bị kích thích. Thì như vậy người ta gọi đó là phản xạ duỗi chéo dương tính, ha. Mình làm cái chân một bên nhưng mà mình quan sát cái chân bên kia thì nó sẽ cái chân kia nó co lên rồi nó duỗi ra, sau đó nó chạm vào cái chân mà mấy em đang đang cầm. Một cái phản xạ nguyên thủy nữa là các em làm là cái phản xạ bước tự động. Các em thấy mấy đứa mà sơ sinh đó, mấy đứa sơ sinh mà khi mấy em làm thử phản xạ nguyên thủy đó, thì trong 3 4 tháng đầu, tại từng phản xạ này nó sẽ mất khoảng 4 5 tháng tùy bé, tùy theo cái phát triển tâm thần kinh, phát triển tâm thần vận động của đứa bé, ha. Thì như thế đó, thì mình sẽ đặt trẻ đứng trên một cái mặt phẳng, ha, giữ thẳng đứng. Sau đó chúng ta dùng bế sóc hai bên nách của trẻ, rồi để bàn chân nó chạm vào mặt bàn. Thí dụ các em sóc lên rồi để cái bàn chân vừa chạm thôi, chỉ cần vừa chạm thì các em sẽ lập tức thấy đứa bé giống như nó muốn bước đi, nó dướng người lên. Thì như thế thì người ta nói là có phản xạ bước tự động. Bây giờ sau khi chúng ta đã khám ha, từ đầu tới chân rồi các cái bộ phận xong rồi, thì chúng ta thử phản xạ bé xong, thì bây giờ á thì mình mới bắt đầu phân loại trẻ sơ sinh. Thì phân loại trẻ sơ sinh thì người ta chia ra là trẻ sơ sinh đủ tháng và trẻ sơ sinh đẻ yếu, ha. Trẻ sơ sinh đủ tháng tức làm sao, thì theo cái cân nặng. Thí dụ đủ tháng khi mà cân nặng của nó trên 2.500 gram nhân dân, rồi các vòng đầu theo cái số đo này, thì người ta chia ra là bình thường hoặc là những đứa bé đủ tháng nhưng mà thiểu dưỡng. Có nghĩa làm sao, cái số tuần tuổi thai của nó đủ là trên 38 tuần nhưng mà làm sao thiểu dưỡng, tức là nó dinh dưỡng nó không đủ, thì có thể cái cân nặng của nó dưới cái mức này. Cái phân loại nữa đó là sơ sinh đẻ yếu, ha. Sơ sinh đẻ yếu tức là làm sao, cái tuổi thai của nó cũng đúng, tức là có thể là nó đủ tháng đó nhưng mà làm sao nó từ 38 42 tuần là đủ tháng, nhưng mà các cái số đo vòng đầu cũng như cân nặng của nó đó thì nhỏ hơn so với cái tuổi thai. Hoặc là người ta phân loại là suy dinh dưỡng bào thai đó. Suy dinh dưỡng bào thai có nghĩa là làm sao, nó đủ tháng đó nhưng mà làm sao mà các số đo đều nhỏ hết. Bây giờ phân loại trẻ đẻ non thì đẻ non họ cũng chia ra nữa. Thí dụ đẻ non đó mà tuổi thai khi nào mà dưới 37 tuần là thai thiếu tháng nha. Còn khi nào mà trẻ mà đủ tháng là trên 38 tuần. Thì như thế đó, thì mấy em thấy là có những trường hợp đó, trẻ tuổi thai non nhưng mà nhiều khi nó bình dưỡng, có thể cân nặng nó cao cỡ trên 2,5 kg cũng có, nhưng mà dưới 37 tuần cân nặng dưới 2.500 gram và chiều cao cũng như vòng đầu nó đều nhỏ, thì người ta chia ra là cái đẻ non đó là bình dưỡng, tức là nó sẽ tương ứng với cái tuổi thai thời điểm đó, hoặc là thiểu dưỡng,
tức là cân nặng của nó đó, và tất cả những cái số đo thì nó nhỏ hơn so với cái mức. Thí dụ như trẻ 37 tuần ước lượng cái cân nặng của nó là khoảng 2.500 gram thì có thể là người ta thấy cái cân nặng của nó là khoảng 2.000 gram là thiểu dưỡng. Bây giờ phân loại trẻ sơ sinh thì một cái nữa, hồi nãy là đủ tháng nè rồi đẻ non, bây giờ già tháng. Già tháng thế nào gọi là già tháng? Già tháng khi mà đứa đứa trẻ mà nó sinh ra cái tuổi thai của nó quá 2 tuần so với ngày dự sanh. Các em biết cái ngày dự sanh mình tính hay ngay từ ban đầu hôm trước là chẩn đoán thai cô có nói đó, là cái ngày dự sanh thì nếu mà sanh đúng cái ngày dự sanh đó là thai 40 tuần. Thai 40 tuần. Nếu mà đứa bé tiếp tục còn trong buồng tử cung quá 2 tuần, tức là 42 tuần trở lên, trên 42 tuần đó thì nó người ta gọi là thai già tháng. Nha, thai già tháng. Có những trường hợp đó thì đứa bé nó sanh ra con nó quá 2 tuần so với ngày già dự sanh nhưng mà nó không có cái dấu hiệu này thì có thể là do mình tính tuổi thai nó không đúng, nó là già tháng nhưng mà già sinh lý thôi, tức là nó hơi thôi chứ chưa có phải là già tháng thật sự. Nếu già tháng thật sự đó thì sao, nó sẽ thể hiện chính cái dấu hiệu này, và tùy theo chính cái dấu hiệu này xuất hiện bao nhiêu dấu hiệu thì mình sẽ phân độ của nó. Mấy em cái độ là nó nặng nhất là gì, mấy em thấy là rốn thì khô, thành ra mấy đứa già tháng đó mà để lâu trong buồng tử cung nó nguy cơ là tại sao, tuần hoàn từ mẹ sang thai nó bị ảnh hưởng lắm. Rốn khô thì nó dinh dưỡng nó từ mẹ sang con nó thấp, rồi cái cuống rốn nhiều khi nó teo nữa, rồi da nó cũng vậy nữa, da nó không có còn mịn màng tươi như những đứa trẻ đủ tháng mà nó tông bông thành từng mảng. Rồi các em thấy nó quá 2 tuần so với ngày dự sanh thì móng tay móng chân cũng cũng nhuốm vàng, và tùy theo sự kích thích sự các em thăm khám nó như thế nào thì mình sẽ phân độ. Thì clip form mới phân ra làm 3 mức độ. Thí dụ độ 1 thì gồm các dấu hiệu 1, 2, 3 đó, thì độ 3 thì nó có đủ 9 dấu hiệu. Thì mấy em thấy mấy đứa mà độ 1 đó thì ra thì nó da nó nhăn nheo như như ông cụ vậy đó ha, có thể nó bong da, rồi cái đầu nó rất là to. Thành ra những đứa bé mà già tháng, mà mới già tháng mà chỉ 1 đến 3 đó thì mấy em biết là cái thai nó to lắm, thai nó to ha, đầu nó cũng to nữa, già tháng sinh lý thôi, thành ra những trường hợp này nhiều khi sanh không được. Rồi chân tay thì dài ngoằng ha, và đặc biệt là đứa trẻ nó luôn luôn nó trong trạng thái nó kích thích, ít ngủ, nó kích thích, nó luôn nó vận động. Và như thế đó thì nếu mà có 3 cái chỉ số này thì người ta gọi đó là độ 1 theo phân loại CLIP4. Còn nếu mà nó có 6 dấu hiệu, sau khi mấy em khám cái này có nè thì mình sờ cái đầu của nó cái có dấu hiệu chòng sọ rồi xương sọ cứng ha, rồi nhìn cái cuống rốn thì sao, cuống rốn nó hơi xanh xanh mà nó vàng úa, nó vàng úa có thể là do nó suy dinh dưỡng trong bào thai đó, suy dinh dưỡng trong bào thai mà nó thiếu oxy, có thể nó thiếu oxy một giai đoạn nào đó nó làm cho cái phân su nó ra ngoài nước ối, nhưng mà sau đó nó chuyển hóa thành cái bilirubin, thành ra nó từ màu xanh nó chuyển thành màu vàng, thành ra đứa bé ra nó nhuộm màu phân su nó hơi vàng vàng. Rồi cả móng tay móng chân cũng dài nữa, nếu mà có đủ 6 cái dấu hiệu này thì người ta gọi là clip form mức độ 2. Còn nếu mà mấy em khám là chính cái có đủ 9 dấu hiệu này thì người ta gọi là clip form mức độ 3. Rồi sau khi mà chúng ta đã khám rồi phân độ sơ sinh già tháng, các em biết rồi, loại trừ đây là một cái trẻ bình thường ha, đây là một trẻ bình thường, thì lúc đó đó thì chuẩn bị đón em bé thì cái người đỡ đẻ phải chuẩn bị, đầu tiên là chuẩn bị cái gì, trang thiết bị để tiếp nhận trẻ sơ sinh ha, rồi bộ hồi sức, cái đó nguyên tắc của chuẩn của Bộ Y tế đó là khi sanh em bé lúc nào cũng phải có cái bộ hồi sức kế bên, để làm chi, để nếu mà đứa bé ra có trục trặc thì người ta có cái dụng cụ hồi sức ngay, cái đó là bắt buộc đó, mình chuẩn bị để hờ thôi.
nhưng mà phải có cái dụng cụ để tiếp nhận trẻ sơ sinh. Như vậy thì các em thấy đó, nhưng ngay từ đầu cô có nói đó là tránh cho bé bị nhiễm lạnh, phải không? Tránh cho bé bị nhiễm lạnh. Thành ra cái đầu tiên đó, chuẩn bị cái dụng cụ hồi sức là phải có cái bàn sưởi ấm, rồi đứa bé ra mình phải lau khô và ủ ấm. Rồi sau đó mình đánh giá cái điểm số ấp ga. Điểm số ấp ga này khi mấy em đi thực hành rồi có cái bảng điểm số đó, thì mấy em sẽ đánh giá cái bảng điểm, đánh giá cái bảng điểm số ấp ga. Rồi nếu mà mình thấy là 7, 8, 8 trở lên thì không cần hồi sức. Thì như thế mình bắt đầu bước theo cái chăm sóc sơ sinh. Và cái quy trình chăm sóc là như từ ban đầu cô nói, đầu tiên là phải lưu thông đường thở ha. Thứ hai là giữ ấm ha, giữ ấm. Thành ra lúc nào cũng phải có cái đèn sưởi ấm. Và hai cái này đó là cái sơ khởi đầu tiên để em bé ra nó thích nghi với môi trường bên ngoài. Rồi bây giờ cái chăm sóc rốn thì các em thấy là khi đứa bé mà chuẩn bị đón ra ngoài khỏi cái đường sinh dục của người phụ nữ đó, thì mình kẹp và cắt rốn. Và các em lưu ý là khi kẹp rốn thì kẹp thứ nhất phải kẹp về phía bé trước nha. Thì như thế thì làm sao kẹp về phía bé đó, thì cái chỗ kẹp đó thì nó cách cái chân rốn. Chân rốn là cỡ chỗ cái vùng mà tiếp xúc với da bụng em bé đó là khoảng 20 cm đó. Tại sao mình phải để cái khoảng dài này để làm chi? Để nhiều khi đứa bé khi mà cần hồi sức hoặc là cần tiêm thuốc hay là gì hỗ trợ trong hồi sức sơ sinh, người ta có cái chỗ để hồi sức. Cái thứ hai nữa là sau khi mình kẹp chỗ đứa bé rồi thì kẹp thứ hai thì cách kẹp thứ nhất 2 cm, tức là đó sẽ chừa cái khoảng hở khoảng 2 cm để làm chi, để mà khi mà xong đó đặng mình tách rời mẹ và con. Thì như thế đó, thì cái kẹp thứ hai sẽ cắt phải kẹp về phía mẹ và chúng ta cắt ở giữa đó, là kẹp và cắt rốn, chứ không có ai mà kẹp ở chỗ 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 phía mẹ trước rồi phía con sau nha. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta chăm sóc rốn. Chăm sóc rốn làm sao thì người ta phải sát trùng dây rốn các em. Cái khâu này rất là quan trọng và các em sẽ có một cái bài riêng, có một cái bài riêng đó. Thì sau đó đó thì mình kẹp rốn bằng cái kẹp nhựa thôi chứ không cần cột. Hồi xưa là phải cột đó, rồi mình cắt cái phần còn lại bỏ rồi sát trùng ha. Cái quan trọng là mấy em biết là khi mà mình sát trùng bằng cồn iốt đó 5% đó, thì sao cái cồn này nó cũng có cái gây bỏng da. Thành ra người ta lưu ý là đừng có để cái này nó rớt vô cái da bụng em bé thì nó gây bỏng cho trẻ thôi. Rồi sau đó mình lúc mà mình cắt cái mạch rốn đó, thì mình coi lại cái động mạch tĩnh mạch coi có đúng vậy hay không để theo dõi thôi đó. Rồi sau đó mình băng vô trùng lại. Thì cái rốn em bé nó còn cái kẹp rốn và chân rốn đó, thì thường nó về sinh lý thì cái rốn nó sẽ rụng, nó rụng cái chỗ mà tiếp xúc với cái nụ da, chỗ cái phần mà biểu bì da mà sát cái chân rốn đó. Thì khi nó rụng đó thì thường là trung bình là từ 5 đến 7 ngày nha, thường là 1 tuần. Có bé đó thì nó có thể nó kéo dài tới 10 ngày nhưng mà đó nó sẽ khô dần rồi nó rụng thôi. Và mấy em biết là ở những phụ nữ mà nó ở trong cái môi trường bình thường á, nóng đồ này kia thì cái nó đúng thời gian. Nhưng mà một số trường hợp nếu mà mấy em hỏi thấy nó chậm quá thì mấy em hỏi, nhiều khi á người mẹ ở trong cái môi trường máy lạnh hay là này kia đó thì cái chân rốn á, có khi nó chậm, nó rụng chậm hơn. Còn nếu mà sau khi mà nó rụng xong mà mấy em thấy nó có cái nụ nhô ra ở chỗ rốn thì người ta có thể chấm, có khi chấm nitrat bạc. Một số trường hợp nó còn cái nụ lòi nhiều quá, nhiều khi nó nhô lên đó thì người ta đôi khi người ta phải đốt nữa. Nhưng mà thường là chấm nitrat bạc là nó sẽ từ từ nó làm nhanh cái quá trình thành sẹo thôi. Và cuối cùng sau khi mà cái rốn nó lành thì nó lành nhưng mà cái thông thương nó vẫn chưa có hẳn nha. Thành ra cái này mình lưu ý chứ không phải rốn rụng mà nó chưa khô. Mà mấy em để, tức là nguyên tắc mình chăm sóc cái rốn là nó sẽ khô. Tại vì nếu mà để nó ướt mà nó ẩm thì nó chậm rụng. Mà nếu nó ướt nó là môi trường cấy tốt cho vi trùng, nó rất là dễ nhiễm trùng rốn. Mà mấy em biết là khi nhiễm trùng rốn nó sẽ nguy hiểm cho bé dữ lắm. Thành ra phải lưu ý giữ kỹ ở cái vùng rốn.
Một số cái chăm sóc nữa là sau khi làm rốn xong, là cái này là chương trình quốc gia nè, các em biết đó, là cái một thời gian người ta nghiên cứu, hôm trước cô có nói là chăm sóc trẻ sơ sinh đó, thì một số đó, ví dụ như vitamin K1 nè, đứa bé sau sanh nó giảm cái prothrombin dữ lắm ha. Thành ra đó, cái vitamin K1 là cái thường quy của Bộ Y tế đưa ra, đứa nào sanh ra cũng phải tiêm cái này, chỉ cần tiêm 1 mg thôi, 1 mg tiêm bắp, tiêm vào bắp thịt em bé. Các em biết đó là lớn nhỏ nó trọng lượng nó bao nhiêu cũng vậy, người ta cũng tiêm 1 mg là đủ rồi đó. Rồi sau đó đó thì mình để ý mắt của em bé coi, nó sinh ra thì nó có hơi phù nhẹ ở mí mắt phải không, hoặc là mấy em coi coi nó có bị gàn hay là gì hay không. Một số đứa nó bị nhiễm lậu cầu thì nó ra là nó nhắm mắt suốt và cái mắt nó bị gàn bít hết mắt luôn nữa đó. Thành ra một số trường hợp là phải dùng kháng sinh, rồi mình cân đo và mặc đồ cho trẻ phải không, nhưng mà nguyên tắc là vải mềm và đủ ấm. Rồi sau đó, sau khi mình chăm sóc xong tất cả đó thì cho bé nó nằm cạnh mẹ, nằm cạnh mẹ và khuyến khích cho bú mẹ sớm, tức là cái bàn hồi sức em bé lúc nào nó cũng để kế bên mẹ hết trơn á. Rồi sau khi các em chăm sóc nhanh lắm, thì hôm trước cô có nói về cái nuôi con bằng sữa mẹ, trong 30 phút đầu đó cái lượng sữa non rất quan trọng, do đó mình chăm sóc xong thì mình cho nằm ở trên ngực của người mẹ đó ha, để mà người mẹ cho bú cái sữa non để mà nó tận dụng cái nguồn sữa non, thì cái đó rất là tốt. Khi nào mà không được bú sữa mẹ thì những trường hợp bà mẹ có bệnh lao, mà bệnh lao điều trị rồi vẫn cho bú được, nhưng mà nếu lao đang tiến triển thì không cho, hoặc là mẹ bị nhiễm trùng nặng hay là một số bệnh lý mà nội khoa, thí dụ như bệnh lý tuyến giáp nè, hoặc là dùng cái điều trị bệnh tâm thần kinh vân vân, những cái bệnh lý này thì người ta không có cho bú, hay nó sẽ truyền từ sữa mẹ qua con. Nhưng mà những trường hợp này thì người ta phải dùng sữa công thức hay là sữa nhân tạo. Thì bây giờ trong trường hợp dùng sữa nhân tạo á, thì người ta phải chọn các mà hộ sinh hoặc là bác sĩ mà về sơ sinh phải tư vấn cho người mẹ, chứ không phải là sữa nào cũng được. Tại vì á, phải cái các nhà mà bào chế sữa mà công thức đó, người ta cũng nhanh nhạy lắm đó. Thì khi mà người ta biết vậy thì một số người phụ nữ người ta không có cho bé bú sữa sữa mẹ, thành ra người ta muốn thay thế bằng sữa công thức, thì các nhà bào chế người ta chế ra những cái thuốc, là những cái loại sữa dành cho em bé, thí dụ bé bé sơ sinh nè, sơ sinh nhỏ, sơ sinh lớn, rồi mấy tháng sẽ dùng sữa gì để cho cái dinh dưỡng của nó phù hợp với cái lứa tuổi của nó. Các em biết sữa mẹ đó là nó ít ngọt ha, sữa mẹ thì nó ít ngọt nè, rồi những cái lipid cũng như cái chất casein nó thì nó giống sữa mẹ, thành ra nhưng mà trong cái sữa công thức nó sẽ ngọt hơn cái sữa mẹ. Do đó mà mấy em biết là đứa bé mà khi ban đầu mà bà mẹ nóng ruột cho cái uống sữa công thức, thì khi mà đưa sữa mẹ vô nó chê, nó không chịu bú, nhất là bà mẹ mà bị tụt đầu vú hay là gì đó. Và khi mà cho bú sữa công thức đó thì mình cũng lựa vào cái tuổi thai để mà mình cho, để mấy em biết cái dạ dày của em bé nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, thành ra cho ít một thôi, rồi từ từ mình coi coi nó, nếu nó no khi nào nó no, chứ bị gì cho bú sữa công thức đó, thì mình cứ cho vô bị cái sữa công thức đó, cái đầu vú nó sẽ to hơn là bú mẹ, nó phải dùng cái lực hút, còn bú công thức nó sướng lắm, tức là khi nó bú được cái này rồi nó không chịu bú mẹ, thành ra đừng có cho nó tiếp xúc với cái bình sữa. Chương trình của bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ của Bộ Y tế đó, mà người ta chấm điểm mà thi đua đó, khi người ta vô người ta thấy chỗ cái giường bà mẹ mà có cái bình sữa là cái bệnh viện nó bị rớt hạng liền. Trong trường hợp mà bé không mút được phải không, thí dụ như trong trường hợp trẻ đẻ non hoặc là bé có cái vấn đề mà không có mút được đó, thì đôi khi phải dùng qua cái xông dạ dày, ví dụ như non tháng
nhân dân, hoặc là thí dụ nó có bị dị tật sức môi hở hàm ếch thì phải dùng cái xông dạ dày, và như thế mình phải cho cái lượng sữa thích hợp. Thì trong cái chăm sóc sơ sinh nó cũng có chiếu cho mình coi những cái trường hợp cái dạ dày của trẻ 5 ngày tuổi thì nó bao nhiêu, 10 ngày tuổi thì nó bao nhiêu, và từ đó người ta sẽ tư vấn cho người mẹ cái lượng sữa cần dùng cho một bé với cái tuổi thai như thế. Bây giờ tắm trẻ thì tắm trẻ mấy em biết đó, về nguyên tắc là phải tránh nhiễm lạnh. Mấy em biết là đứa bé mà nhiễm lạnh thì nó sẽ bị thiếu oxy, rồi nó sẽ co mạch đủ thứ hết trơn. Thành ra khi mà như thế đó thì các em biết đó là nước thì làm sao, nó phải ở cái mức độ 38 đến 40 độ C thôi đó. Thành ra khi đó đó thì người mẹ phải thử cái độ nước, nếu có cái ống nhiệt độ người ta thử là tốt nhất. Chứ nếu mà mình cảm nhận cái tay mình quen tắm nước nóng rồi, nhiều khi nó có thể trên 40 độ, có thể làm bỏng da của đứa bé. Và như thế thì người ta khuyên là chỉ tắm ướt cho trẻ khi cún rốn đã rụng. Có nghĩa là sao? Nó rụng và nó thành sẹo hoàn toàn, chứ nó mới rụng chưa hẳn là nó thành sẹo. Thành ra không có nhúng em bé vào trong cái bồn nước, nó dễ nhiễm trùng. Và như thế á, thì người ta khuyên đó làm sao, thí dụ như ngày đầu tiên thì thường là chỉ lau bé thôi đó, và khi tắm thì làm sao, đứa bé đó thì nó chỉ tắm với cái dung dịch mà thích hợp với pH da của trẻ sơ sinh, chứ không phải như là dùng xà bông thông thường, tại vì cái da của em bé nó rất là nhạy cảm đó. Thành ra nó phải cái pH của nó phải phù hợp, rồi kem sữa tắm vân vân cũng phải lưu ý. Rồi có thể các em biết là em bé nó hay nằm co, hay nó co ở những cái vùng nếp gấp, thí dụ nách nè, ở cái vùng bẹn nè, ở cái vùng khớp gối nè, mà những cái vùng này nó nằm nó co lại. Thành ra nếu mà trong trường hợp mình tắm mà không khô đó thì nó nằm nó co lại thì nó rất là dễ bị hâm, nó dễ bị hâm. Hoặc là những cái vùng mà mình để cho nó quấn tã đó thì như thế đó, thì nó phải một số trường hợp đó thì sau khi tắm lau khô đó, thì người ta có thể dùng bột tan để cho nó trơn, để cho nó đừng có bị hâm khi mà đứa bé nó co suốt vậy đó. Và cái thai tả lót ha, thai tả lót mấy cái đó mình cũng tư vấn cho người mẹ. Bây giờ khi tiêm thuốc thì các em biết đứa bé sinh ra thì nó có cái tiêm thuốc, và cái tiêm thuốc là vitamin K1 ha. Thì khi mấy em đi thực hành đó, một số trường hợp quen mà mấy em đi sơ sinh đó, người ta nói là phải đi tiêm thuốc, đưa ở đây lại tiêm thuốc cho bé đi, thì mình lưu ý khi tiêm thuốc mà tiêm bắp đó thì không được tiêm vào mông. Các em biết là đứa bé người ta đâu có tiêm vô mông ha, hoặc là ở người lớn thì mấy em thấy một là tiêm vô mông mà ở phần tư trên ngoài là đúng rồi, phải không? Lúc đó nó hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà đứa bé mà nếu mấy em tiêm giống như người lớn đó, thì nó sẽ đưa đến gây tổn thương thần kinh tọa. Mà khi nó tổn thương thần kinh tọa thì đôi khi nó có thể bị liệt cái chân đó nữa. Thành ra phải lưu ý cái chỗ này. Như vậy tiêm ở đâu? Thì người ta khuyên là tiêm ở phần giữa mặt trước đùi nha, phần giữa mặt trước đùi. Hình như mấy em thấy mấy đứa bé sơ sinh mà muốn tiêm người ta kéo thẳng chân ra ha, rồi tiêm ngay giữa mà ở mặt trước đùi, hoặc là mặt ngoài đùi chút xíu cũng được. Rồi như vậy thì mấy em thấy đó, thì chỗ này thì nó tương đương với thân xương đùi, phần giữa mặt trước hoặc là hơi ra ngoài một chút thì nó tương đương với thân xương đùi, chỗ này là không có thần kinh đi qua. Thì sau đó mình biết chỗ đó rồi, mình kéo cái da lên và mình tiêm vào thì như vậy nó an toàn hơn nha. Cái đây cũng là điểm lưu ý khi tiêm thuốc cho bé. Một cái nữa là khi mà theo dõi em bé thì các em biết đó, thì khi mà em bé sinh ra đó thì một số cái hồng cầu bào thai nó bị vỡ ra, nó bị vỡ ra thì nó sẽ chuyển hóa, và như thế nó sẽ gây vàng da. Và như thế đó thì các em thấy là đa số người ta thấy bé nào ra cũng vàng da hết. Nhưng mà vấn đề đó là mình phải biết cái vàng da này là bình thường hay vàng da bệnh lý. Tại vì mấy em biết cái vàng da mà để mà nó vàng da sậm quá thì nó đưa đến cái vàng da nhân, thì bên Nhi sẽ hướng dẫn mấy em cái vấn đề là vàng da nhân. Thì như vậy đó thì các em phải lưu ý là coi cái màu sắc da nó như thế nào,
ha, để làm chi, để mà mình biết. Và cái vàng da này chỉ tính cách nhạt thôi, còn nếu mà mấy em thấy cái vàng da mà nó sậm tới trong mắt rồi luôn, vàng da toàn thân thì coi chừng nó có bệnh lý, thì đôi khi phải điều trị. Thì cái vàng da của trẻ sơ sinh bình thường là khoảng 90% thường có, là nó xuất hiện vào ngày thứ ba đến ngày thứ bảy nha. Mà cái này là do nó vỡ những cái hồng cầu bào thai từ từ đó, nó vỡ từ từ để nó thành lập, bắt đầu nó thành lập giống như người lớn. Thành ra mấy em thấy đó là khoảng ngày thứ bảy là nó sáng cái da lại, thành ra mấy đứa mà qua ngày thứ ba nó hơi sạm sạm cái da nó lại là như thế. Nhưng mà ở những đứa trẻ non tháng thì thời gian vàng da của nó sẽ kéo dài hơn. Cái nữa là khi mà mấy em theo dõi thì mà có một hiện tượng là sụt cân khoảng 10% trong vòng 10 ngày đầu. Thành ra cái đó là bình thường, không sao. Nhưng mà nếu sau 10 ngày mà tình trạng đứa bé không lên cân thì cái người chăm sóc phải lưu ý cái chế độ ăn của nó. Có thể chế độ ăn không phù hợp. Thì cái này trong bài nuôi con bằng sữa mẹ thì cô có nói rồi. Nếu mà đứa bé không lên cân đó, thì phải coi lại cơ dinh dưỡng có đúng hay không, mình cho nó dùng sữa nó có chịu bú hay không hay như thế nào đó, để có cách để cho nó tăng cân. Và những đứa bé mà nó không tăng cân là phải phát hiện ngay. Còn cái đi tiểu và đi tiêu phân xu đó là ngày đầu nó phải sinh, nó phải thải ra, tại vì ở trong sau khi sinh là trong bàng quang nó cũng có nước tiểu, mà khi có nước tiểu thận bắt đầu hoạt động thì nó phải đi tiểu. Nó không đi tiểu phải tìm nguyên nhân nha, hoặc là đi tiêu phân xu thì các em biết cái đường tiêu hóa của em bé nó trong buồng tử cung nó đã có phản xạ nuốt rồi, cái nó vẫn có hoạt động rồi, do đó sau khi sinh ra thì nó sẽ tiêu phân xu. Khi mà nó tiêu phân xu xong nó thì ngày đầu là mấy ngày sau từ từ nó sẽ tiêu cái phân thực sự, thì cái màu nó vàng hơn, chứ ngày đầu thì phân xu nó sẽ có cái màu xanh đậm. Rồi cái chủng ngừa cho em bé thì em bé, tất cả những em bé sau sanh đều phải được chủng ngừa lao và viêm gan B. Nó là cái chương trình là chăm sóc toàn diện đó. Thì cái tiêm ngừa đó là em bé thì nó người ta cũng dựa vào cái cân nặng coi có đủ để tiêm hay không. Nó non tháng thì mình hẹn lại, nhưng mà lao phải tiêm liền. Ha, tiêm liền trong vòng thời gian em bé nằm viện, tại vì lúc này nó ở trong môi trường vô trùng, thì khi nó về nhà mà chưa tiêm ngừa lao đó thì mình phải cẩn thận, nhiều khi nó tiếp xúc nó rất là dễ bị nhiễm. Thành ra tiêm ngừa lao đó là phải cố gắng là ở trong bệnh viện là phải tiêm cho bé ngay. Ngoại trừ những trường hợp bé non tháng quá thì người ta hẹn lại. Rồi viêm gan B nữa, cái viêm gan B này cũng phải tiêm liền trong thời gian nằm viện. Còn một số trường hợp đó, ở một số nơi không có cái viêm gan B thì cũng phải tìm cách. Và cái viêm gan B này đó thì ở những bà mẹ mà có cái mà dương tính với cái HB SAG mà dương tính đó, thì mấy em phải lưu ý là đứa bé không được bú mẹ nha, cho đến khi nó được tiêm, cho đến khi nó được tiêm ngừa rồi thì mới được bú mẹ, để tránh cái lây truyền từ mẹ sang con. Thí dụ như cô nói là bú sớm trong giờ đầu, phải không? Bú sớm trong giờ đầu 30 phút để tận dụng nguồn sữa non. Nhưng mà nếu mà bà mẹ có cái viêm gan đó thì đứa bé phải được tiêm ngừa thì mới được bú mẹ. Rồi sau đó tiếp tục chương trình tiêm chủng quốc gia, cái này bên Nhi sẽ cung cấp cho mấy em là mấy tháng tiêm gì thì mấy em nắm. Đó là hết cái phần bài học ngày hôm nay. Các em có hỏi gì không?